Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vương Văn Hiệu của mình. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách họ tên trong Excel mà chúng ta không cần phải sử dụng hàm một cách rất là nhanh. Ở đây thì mình sẽ sử dụng chức năng phát phin. Chức năng này thì nó có từ trong phiên bản Excel 2013 trở đi nhé các bạn. Thì cái chức năng này nó rất là hay, tức là nó sẽ tự động ghi nhớ được cái thao tác đầu tiên của chúng ta. Chúng ta có thể dùng để tách họ tên hoặc là lối chuối và một số những ứng dụng rất hay trong cái công việc. Ở bên dưới cái phần mô tả video này thì mình sẽ để một cái link mà trước đó mình đã làm một cái video giới thiệu về một số tính năng mà chúng ta ứng dụng để dùng cái chức năng phát phin này. Thì trong cái video này cụ thể mình sẽ hướng dẫn các bạn tách họ tên bằng chức năng phát phin. Giờ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây thì mình có danh sách các họ tên. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ tách họ riêng, tên điện riêng và tên riêng nhé các bạn. Rồi, ví dụ ở đây mình tách họ ra nhé. Thì tên đầu tiên đây là Lê Văn Tùng. Thì họ của họ là Lê đúng không? Mình sẽ gọi chữ Lê vào đây. Rồi, ok, sau khi gọi chữ Lê các bạn bấm Enter thì cái con trỏ chuột nó nhảy xuống ô bên dưới. Thì các bạn sẽ nhấn tổ phím Ctrl-E trên bàn phím. Đó, thì các bạn thấy là khi nhấn Ctrl-E thì chính là phím tắt của nhân vật phát phim đấy. Thì nó sẽ tự động lặp lại cái thao tác mà giống như là ghi nhớ lặp lại cái thao tác mà ban đầu mình gọi chữ Lê ấy, nó sẽ tách cho chúng ta toàn bộ các cái từ đầu tiên từ các cột bên dưới. Đó, tiếp đến là tên đệm Lê Văn Tùng, thì chúng ta tên đệm gọi là Văn đúng không, chúng ta gọi Văn. Thì chúng ta có thể bấm Ctrl E hoặc là cách khác là các bạn là các bạn bôi dưới chuột trái, bôi đen cái vùng chọn này, sau đó các bạn kích chuột phải. Đấy, xin lỗi nhá, các bạn vào chữ Văn không các bạn, di con trỏ chuột vào cái góc cuối cùng bên trái này ở bên dưới này. Đấy, khi các bạn di chuột vào là chuyển thành mũi tên đen đen đúng không? Các bạn bấm chuột phải, các bạn kéo xuống, rồi sau các bạn bỏ tay ra. Các bạn nhìn thấy ở chức năng là có chữ phát phin này, các bạn bấm phát phin. Đó, thì các bạn thấy là chúng ta có thể ngoài thao tác Ctrl E thì chúng ta có thể kéo xuống bấm đúng không? Rồi thì ở đây nó có một số cái thay đổi. Ví dụ như đây là họ tên này, có người này nó có 3 từ đúng không? Đây là Văn đúng rồi, Thị đúng rồi này. Thì những người mà có 4 từ thì sao? Đây ví dụ như là Phạm Thị Ngọc Thúy đúng không? Thì tên đệm là Thị Ngọc. Thì đây là chỉ tách cho chúng ta là Ngọc thôi. Đây này, Thị Lê Phương Thảo thì chỉ thấy từ Phương thôi đúng không? Thì các bạn sẽ ở đây là có 4 từ Phạm Thị Ngọc Thúy, thì từ Ngọc này thì các bạn sẽ gói lại cái này một chút. Các bạn có là Thị Ngọc. Các bạn bấm Enter. Đó, khi các bạn bấm Enter thì tự động nó sẽ đọc tiếp cho chúng ta những người nằm có 4 từ thì nó sẽ lấy này, để Lê Phương đúng không? Đó. Còn đây ví dụ Trần Năng tên đệm nó không có này, đó tên đệm không có. Nguyễn Tuấn tên đệm không có. Vương Quốc Cường. Rồi tiếp kế là tên các bạn có chữ Tùng nhá. Tùng. Rồi thì các bạn có thể dùng chức năng phát phin ngoài bấm Ctrl E mấy cái chuột phải như vừa đấy, thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn vào kéo home này các bạn nhìn bên này có chữ phin này nhá, tức là mình bôi vùng chọn này nhá, bôi vùng chọn vào home này, vào phin này, phát phin này ba, các bạn thấy không, nó tự động tách chúng ta rất là nhanh đúng không? Rồi giả sử bây giờ mình thêm một cột nữa. Và đây là cột họ và tên đệm nhé. Họ và tên đệm. Rồi họ tên đệm thì đây là Lê Văn đúng không? Mình sẽ gõ Lê Văn vào đây. Lê Văn. Rồi xong bấm Ctrl E cho mặt phím. Thì các bạn thấy là nó sẽ tự động lối chúng ta các cái từ bên dưới này, các
dòng bên dưới đúng không? Đó. Rồi bậc đây có cột ngày sinh này. Ngày sinh ở đây là 28/2010 đúng không? Nhưng mà nó không có cái dấu gạch ngang ở đây hoặc dấu sổ chéo đúng không? Thì chúng ta khó nhìn thì các bạn có thể đó là 20. Nha các bạn có 20 này, sổ chéo bốc phát 08/2010. Rồi các bạn bấm Continue. Đó, thì các bạn thấy là một loạt các cái ô bên dưới nó sẽ tự động thêm chúng ta cái chéo. Đó đúng không? Rất là hay. Còn đây chức vụ của cấp bậc thì mình có thể mình thêm một dòng nữa mình nối lần trên là chức vụ và cấp bậc đi. Đọc cấp bậc. Nha, thì mình sẽ bằng cô này. Mình bằng KT. KT ngang một phát 1. Và mình bấm Continue. Thì các bạn thấy nó tự động ở bên dưới nó cũng sẽ thao tác cho chúng ta đối chúng ta cái chuối ghép hai cột này vào đúng không? Và thêm gạch ngang ở dưới. Thì các bạn hiểu chức năng phát pin tức là nó sẽ nhớ lặp lại cái thao tác đầu tiên của mình để nó áp dụng cho các cột bên dưới. Thì các bạn có thể sử dụng chức năng phát pin này ứng dụng trong một số cái công việc làm rất là hay nhé các bạn. Đến video của mình đến đây xin hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút chia sẻ để chia sẻ cho những người khác cùng biết. Và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh của mình và đồng thời nhấn vào cái nút chuông để mỗi khi mà có cái video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.